thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương hey, nhau. Hey. We can fly, fly through the sky. Woo. We can fly so high. Gia đình là số một. Gia đình là số một. Oh, oh, oh. Hey. Gia đình là số một. Oh. Oh, 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 gia đình là số một, gia đình là số một, gia đình là số một. Cái thằng này nó đi gì đâu mà giờ tối rồi khuya rồi mà sao chưa thấy nó về nữa trời. Trời ơi. Ủa, trời ơi, gì vậy con? Mẹ. Sao sao về khuya như vậy nè? Ơi, cái gì mà nó đứng lặng lặng mà tôi nghe nó mùi rượu vậy hả? Uống rượu dữ lắm hả? Gì mà xỉn vậy nè? Dạ đâu có. Con chỉ uống một chút xíu thôi mẹ. Uống chút xíu mà xỉn đi. Té luôn vậy đó. Thôi được rồi, để mà làm cho ly trà gừng uống cho tỉnh rượu nghe. Dạ con không sao mẹ, khỏi làm mất công. Bây giờ lên phòng ngủ hả? Dạ. Đi nổi không? Đi nổi. Cần mẹ chịu không? Con thì nổi mà mẹ yên tâm. Được không đó? Con được rồi. Không biết có chuyện gì mà nó uống dữ vậy trời. Alo. Anh Phú à, em Hiền nè. À, em đang ở đâu vậy? Em đi chơi với mấy người bạn của em. Ờ, vậy hả? Anh Phú ơi, cuối tuần này mình đi chơi thung lũng Sao Băng nha. Thung lũng Sao Băng à? Anh nhớ không? Hồi đó anh hứa với em á là anh dắt em đi đó. Cuối tuần này mình đi nha. Nếu như em thích á, thì anh chở em đi thôi. Vậy nha, cuối tuần anh dắt em đi nha, nha Phú nha. Đương nhiên thiệt rồi, em muốn đi đâu chẳng được em yêu. Mà bị sao vậy? Tỉnh lại coi. Sao vậy? Tỉnh lại coi. Ê, mẹ Như, ai gọi cho bà hả? Chắc cô nghe gọi điện để đón á. Để tôi coi. Ê, bà gọi điện cho người đó nè. Người đó là ai? Là cái người yêu của bà. Bà mới chia tay người ta xong. Phải không? Phải. Trời ơi. Nè, tỉnh lại đi. Thôi, đi nha, tôi đưa bà về nhà nha. Đưa bà về nhà nha. Anh Phúc dắt tôi đi coi thung lũng Sao Băng. Ai chà. Trời đất ơi, cái thằng tuổi hợi nè. Ngủ hoài dậy đi. Dậy sao ăn ngủ hoài chứ con? Con mới nằm xuống thức thì luôn á ba. Nghe ba nói nè, cổ phiếu Hòa Bình lên 49.000 rồi bán đi con. Để nó đi ba ơi, đừng có bán. Trời ơi, 49.000 bán được mà để chi? Ba chưa có kinh nghiệm, con có kinh nghiệm rồi, tin con đi giá nó còn lên nữa. Hay quá.
Ba đừng có lo cái chuyện cổ phiếu. Chuyện cổ phiếu để con lo. Ba lo chuyện bà Tám Gai đi. Nói cái gì chứ bà Tám Gai? Chứ không phải hả? Tám Gai gì đây? Bà Tám Gai á, bà vượt ngục mấy lần. Ba là người tố cáo bà. Lần này bà thoát được nữa thì ba nghĩ bà kiếm ai? Biết cái chuyện người ta sợ mà cứ nhắc hoài. Con cứ nói là cảnh giác thôi. Alo. Hả? Gì bà đó? Tám Gai vượt ngục hả? Cái gì? Trời ơi trời. Chết rồi trời. Phải không? Con giỡn á. Trời ơi, nó biết tôi sợ mà nó buồn tôi hoài. Bà Hiền. Hả? Ê, nó nghe nè. Ờ, đợi tôi với họ, bà cho tôi quá gian nha. Ồ, nhưng mà nay tôi đi xe ôm. Xe của tôi đem đi bảo trì rồi. Ủa, mà xe bà đâu? Sao bà không đi xe bà đi? Xe tôi sửa rồi. Cái gì? Sao tự nhiên đi sửa? Thì anh Phúc làm hư xe rồi, bữa tôi với anh đi kiếm bà. Hả? Bà với anh đi kiếm tôi? Là sao? Tôi không định nói. Nhưng mà bây giờ bà biết rồi, tôi nói luôn. Bữa tôi sợ bà làm chuyện dại dột á, cho nên là mới kêu ảnh phụ tôi đi kiếm bà. Nhưng mà tôi biết là bà nghe chắc bà sẽ không thích, cho nên là tôi mới không nói luôn. Alo, alo. Dạ, dạ. Em biết rồi, 30 phút nữa em tới liền. Dạ, em có nói với đạo diễn rồi mà anh. Dạ, em mới kẹo ông chị chút xíu. Dạ. Tôi đi nha bà. À. Bà ơi. Bà. Ây. Ủa? Sao ông về giờ này sớm vậy? Về có đá banh nè, tới giờ. Ủa nè, hả? Bà có cái gì ăn không? Tôi đói bụng quá trời quá đất. Có bánh giò ăn không? Bánh giò hả? Ừ. Ừ cũng được. Vậy chờ tôi xuống tôi hâm trong nóng nè. Rồi cảm ơn. Ủa? Tới giờ rồi. Vừa được cái remote. Trời ơi, cái thằng heo nó ngủ hoài. Ủa nè, đây đây cái remote đi. Ngủ. Trời ơi. Trời ơi, bà đã chặn con bao nhiêu lần rồi. Ông được suy hở cho bằng ba. Bằng chứng nào đã, chứng nào đã. Trời ơi, nó còn ngủ. Bực. Kiếm cái gì? Kiếm. Ở đây, mày nhét cho tao. Mày. 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 Cái gì ba đâu quá vậy? Cái gì vậy? Ây da. Cái gì vậy? Cái gì đâu, cái gì? Cái gì vậy? Ông cầm cái cây làm cái gì? Nó làm quá là chứ có gì đâu mà làm. Sẽ ra coi cái gì vậy con? Ba là ba lấy cái gì mà đâm con đau quá. Nhỏ làm gì mà ông lấy cây ông đâm nó vậy hả? Cây gì? Cái giả bộ nó làm quá lên. Ba mới về. Ủa gì vậy anh? Sao ba, vậy? Ba đâm anh cái gì đau quá. Trời đất ơi. Ủa ba? Ba lấy cái cây này ba đâm chồng con á hả? Trời đất ơi, cái cây này có gì nó làm quá thôi. Trời đất ơi, cái sắc gì mà ông chọn nữa vậy hả? Anh ơi, không sao không con? Đau quá mẹ. Mẹ để con coi mẹ. Chảy máu rồi mẹ ơi. Ui. Tôi sợ bà làm chuyện dại dột á, cho nên là mới kêu ảnh phụ tôi đi kiếm bà. Nhưng mà tôi biết là bà nghe chắc bà sẽ không thích, cho nên là tôi mới không nói luôn. Nếu chị mà là em á, chị không có dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Mình là phụ nữ hiện đại mà em, sao có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình được, đúng không? Em có sao không? À, dạ không. Em không sao hết. Em không sao là tốt rồi.
anh Phúc. Hôm nay tan làm anh gặp em chút nha, em có chuyện muốn nói với anh. Hôm nay mọi người hẹn đi ăn, họp tổ giáo viên chủ nhiệm mà. Em quên. Vậy còn ngày mai, ngày mai gặp nhau được không anh? Vậy thôi, nếu mà anh không muốn thì thôi, không có gì hết. Thôi anh đừng có quan tâm, anh quên đi nha, không có gì. Được. Mình nữa, không muốn nghe mình nói gì hết. Như vậy là chia tay thiệt rồi. Làm sao bây giờ? Mình phải làm sao đây? Mình đâu có muốn mọi chuyện kết thúc như vậy đâu, đúng không? Mình vẫn còn nhiều điều muốn nói với ảnh lắm. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Không được, mình không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được. Mình phải giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Phải. Mình phải biết hết tất cả, mình phải giải quyết. Con ơi, nhẹ nhẹ con, chứ nó đau lắm mà nó khóc kìa. Dạ không sao đâu mẹ, khoảng một tuần lễ là hết rồi. Xong rồi. Mẹ ơi, ba có sao không vậy mẹ? Không đâu con. Tình không có ai với ông nội tụi bay hết trơn. Con ruột chứ phải con ghẻ đâu mà ra tay mạnh với nhỏ dễ biết nữa. Mẹ ơi, con nhìn gì con khốn nữa mẹ. Kềm chế nha con, nén đau thương nha con. Ông Nghĩa, ông có điên không? Ông nghĩ sao mà ông lấy cái cây này, ông chọt nó con mình vậy hả? Để nó chảy máu tùm lum tà la vậy chứ hả? Mày im đi, làm như tôi cố ý vậy. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Cô chỉ xì hơi trước mặt trai mà có gì mà nghiêm trọng đâu. Ông cũng từng xì hơi trước mặt tôi có nói gì đâu hả? Mà làm như là tôi cố tình làm gì vậy? Bây giờ ông đưa cái mông đây, tôi chọt thử ông có đau không? Ông nghĩ sao mà ông chọt nhỏ như vậy hả? Trời đất ơi, cái chuyện này mà người ngoài biết được, mặt mũi để đâu thì vui như mặt ông á. Cười gì cười? Ba, lần này là con thấy ba hơi quá tay rồi đó. Ảnh đang ngủ mà, ảnh đâu có cố ý xì hơi đâu. Ba lấy cái cây này ba đâm ảnh như vậy là cái này là bạo lực gia đình đó ba. Cái gì mà bạo lực gia đình? Đúng quá. Con biết là ba thương ảnh, ba muốn dạy dỗ, ba muốn la mắng ảnh cho ảnh nên người. Nhưng mà lần này là ba sai rồi, ba làm quá rồi đó ba. Chứ còn gì nữa? Ông là người lớn nhất trong gia đình này, ông phải làm gương. Ông ba làm vậy mà làm gương được cái gì? Tôi nói cho ông biết nghe, kể từ giờ phút này ông không có quyền nói gì hết trong gia đình này, ông hiểu chưa? Thôi đi, lại đây, con thằng Quý đi. Ê, ông để vô chỗ ông Quý đó nè hả? Tôi nói cho ông biết nghe, ông mà Quý thằng Thạnh một cách nữa tôi sẽ ăn thua đủ với ông đó. Về đi. Ông mà Quý nữa tôi ăn thua đủ với ông á. Không có đâu mẹ, không có đâu mẹ, bình tĩnh lại. Đâu có sai bà thầy. Đi về. Tôi tự về được. Trời ơi, thầy làm sao mà về một mình được? Được. Tại sao tôi về không về một mình được? Dạ tôi đưa thầy vậy nè, tôi với con. Tôi không cần ai đưa tôi về. Được không sao? Cô Hiền. Dạ. Cô đi taxi về hả? Dạ. Cô đưa thầy Phúc về giùm tôi luôn được không? Thầy, một mình cô Hiền làm sao mà đưa thầy Phúc về được?
Tôi còn không cần ai đưa tôi về, tôi tự về được. Dạ, không sao đâu. Thầy cô cứ để đó, tôi đưa thầy Phúc về cho. Tại vì biết nhà thầy Phúc mà. Cháu thầy Phúc là học trò lớp của em. Thầy với cô cứ về trước đi. Tôi tự về luôn. Dạ, không sao. Vậy thì nhờ cô Hiền giúp tụi em một tay nha. Cô cứ về trước đi. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn thầy cô. Không sao. Em dậy đi Phúc. Tôi về được, tôi về được. Thầy cô về trước đi để em đưa về cho. Anh Phúc. Tôi về được. Dạ. Tôi về được. Chở mình thì nó hơi nhói nhói thôi à. Cô có giận ba? Không, đâu giận ba đâu. Chuyện qua mà ba. Chắc đau lắm hả con? Đêm đêm mà ba. Không sao đâu ba, con ổn mà, không sao đâu, con không giận gì ba đó. Phúc ơi, anh có sao không? Anh có mệt lắm không Phúc? Bà định chửi mắng tôi cái gì nữa phải không? Tôi không dám chửi mắng ông, mà tôi chỉ nói cho ông biết thôi. Nó là con ruột của ông, đâu phải là kẻ thù đâu. Mà ông nghĩ sao ông lấy cây sắt ông chọt nó như vậy? Chọt đổ máu luôn. Mà nó không hề giận hờn ông. Nó vẫn vui vẻ nó nói chuyện với ông. Gặp tôi hả? Là tôi không nói chuyện với ông luôn á. Ông nghĩ thử coi, có một thằng con trai nào hơn 40 tuổi đầu rồi mà tối ngày bị cha mình la mắng, thậm chí quýnh nữa, mà nó vẫn tươi cười nó nói chuyện nhau. Ông thấy nó tìm ra được đứa nào như nó không? Nó ngoan ngoãn, nó hiếu thảo chưa? Vậy nó thôi, 40 mấy tuổi đầu không làm được cái gì cả, thất nghiệp, ăn không ngồi rồi thì nó phải chịu vậy thôi. Nó thất nghiệp thì có gì sai đâu. Mặc dù nó thất nghiệp nhưng nó vẫn giúp đỡ ông kiếm ra được tiền bằng cách là lên mạng tìm bán chứng khoán gì đó. Nó bộ nó ở không hả? Nó cũng suy nghĩ đầu óc đó chứ. Nói vậy mà nói được à? Tôi nói thiệt á, ông á đúng là người cha thô bạo, người cha bạo lực mà. Ủa? Dạ. Sao con không bao trở xuống đây chi? Con xuống con báo với ba là cái cổ phiếu Hòa Bình đó con thấy được giá mình bán nha ba. Con thấy được thì bán đi. Dạ. Con đi lên. Đúng rồi, ba cho con xin cái số điện thoại của cái người sửa máy lạnh. Sao? Cái máy lạnh của con nó có vấn đề, nóng quá. Dạ. Để ba đưa đi lên. Được mà, con không sao. Để ba đưa. Da thịt con dễ liền lắm. Dừng lại anh. Cho tôi xuống xe. Dừng lại cho tôi xuống xe bác Tài. Từ từ bác Tài ơi. Ây da. Tôi không muốn. Anh Phúc ơi, không muốn về nhà. Anh Phúc ơi đừng nguy hiểm lắm. Đừng có mở cửa đâu mà anh Phúc. Bác Tài ơi tôi xe giùm em đi bác tôi Tài. Tôi không muốn về nhà. Bác Tài ơi nguy hiểm lắm. Anh Phúc à. Tập lại. Được rồi được rồi. Bác Tài ơi tập vô giùm em đi bác Tài. Tập lại. Anh tập Phúc à. Vô. Từ từ anh Phúc ơi. Tôi không muốn về nhà. Anh Phúc à. Tôi có muốn về nhà. Tôi có vui gì vậy? Bác Tài ơi, cho em trả tiền.
Anh Phúc, anh Phúc, anh Phúc à, anh có sao không anh Phúc? Anh Phúc, anh tỉnh lại đi anh. Anh Phúc, anh có sao không vậy? Nó là con ruột của ông, đâu phải là kẻ thù đâu. Mà ông nghĩ sao ông lấy cây sắt ông chọt nó như vậy? Chọt đổ máu luôn. Mà nó không hề giận hờn ông, nó vẫn vui vẻ nó nói chuyện với ông. Gặp tôi hả, là tôi không nói chuyện với ông luôn á. Ông nghĩ thử coi, có một thằng con trai nằm hơn 40 tuổi đầu rồi, mà tối ngày bị cha mình la mắng, thậm chí quýnh nữa, mà nó vẫn tươi cười nói chuyện với ông. Ông thấy nó tìm ra được đứa nào như nó không? Nó ngoan ngoãn, nó hiếu thảo chưa? Ơi, ba xin lỗi con. Tỉnh rồi hả? Anh thấy sao rồi? Em bà ơi, em là Diệu Hiền à? Là em Hiền nè. Anh thấy sao rồi anh Phúc? Em đang làm gì ở đây? Anh đang mơ hả? Sao anh uống nhiều quá vậy? Anh quên là mình có hẹn với nhau hả? Anh có biết là em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm không? Chắc là anh đang mơ thiệt rồi đúng không? Anh đang mơ đúng không? Anh xin lỗi, anh đã làm cho em buồn. Anh thật sự xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu nhiều lắm Hiền. Anh yêu em nhiều lắm. Anh biết là anh đã làm cho em buồn. Anh không muốn như vậy đâu. Thật tình anh không muốn như vậy đâu. Anh yêu em nhiều lắm. Vậy tại sao anh lại tránh mặt em? Anh không muốn gặp em, anh không muốn nói chuyện với em. Anh có biết tại sao lại làm như vậy hả? Xin lỗi. Đừng khóc. Đừng khóc. Biết là làm cho em buồn. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Cứ cho anh thời gian đi. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Tin anh đi. Cho anh thời gian đi. Tại sao vậy chứ? Tại sao làm ra nông nỗi như vậy? Tại sao thời gian nó cứ trôi chậm như vậy? Anh điên rồi. Anh điên rồi đúng không? Chắc anh điên rồi. Anh điên rồi. Anh điên rồi. Tại vì
giờ em biết được anh cũng đang chịu đau buồn vì một lý do nào đó. Nỗi đau trong em cũng giảm bớt phần nào. Thay vì nói chúng ta hãy làm bạn của nhau, em quyết định sẽ cố gắng cứu vãn tình yêu của chúng mình. Bởi vì em vẫn không thể quên anh được. Anh Phúc à, em chỉ xin anh một điều thôi, đừng rời xa em. Em sẽ chờ tới khi nào anh suy nghĩ lại. Anh ngủ ngon nha. Em sẽ chờ anh. Phúc, Phúc, dậy con. Trời ơi, tỉnh rồi đó phải không? Rồi đó là cái nào cũng nhức đầu cho mà coi nè. Uống gì mà dữ thần ôn vậy hả? Ủa? Có chuyện gì mà uống mẹ dữ vậy hả? Ủa? Vì hôm qua con say hả mẹ? Trời ơi, giờ còn hỏi nữa. Say giờ con chưa biết nữa kìa. Ủa mà con về nhà bằng cách nào vậy mẹ? Mẹ có biết đâu. Mà con về khoảng nửa đêm á. Nửa đêm? Ừ. Uống chi mà dữ vậy con? Uống mà không biết đường về là sao? Giờ sao rồi? Dạ. Đỡ chưa? Thôi bây giờ nè, xuống tắm rửa, rửa mặt rửa mặt đi rồi mẹ nấu hủ tiếu cho ăn kìa. Dạ. Mẹ lên. Dạ. Nó có chuyện gì uống dữ vậy? Dạ đâu có chuyện gì đâu. Không có gì hả? Dạ. Xuống nhà nghe không? Dạ. Ừ. Dạ khỏe. Dạ. Ok Phúc TT. Đúng là TT thiệt. Mà tôi phải công nhận cậu xứng danh là được ghi vô sách kỷ lục Guinness là cái gì người thầy dạy thể dục mà yếu nhất thế giới. Mới có mấy ly sao mất cầm câu luôn rồi. Phải công nhận, nhưng mà tôi hâm mộ. Cứ thế mà phát huy nha. Nghe không? Chà, vẫn còn mùi hèm luôn á. Thôi chuẩn bị lên lớp. Ủa thầy, năm qua tôi về trễ lắm hả? Mà như tôi tự về đúng không? Hôm qua tôi đưa thầy về á, thầy say lắm. Vậy tôi về khoảng lúc mấy giờ vậy? Khoảng 9 giờ. 9 giờ tối. Ủa mà con về nhà bằng cách nào vậy mẹ? Mẹ có biết đâu. Mà con về khoảng nửa đêm á. Nửa đêm? Ờ Hiền. Anh khỏe hơn chưa? Hồi tối hôm qua anh uống nhiều lắm á. Ồ, anh xin lỗi nha. Anh có hẹn với em mà anh... Dạ, không có sao đâu. Anh đừng có lo. Hả? Thôi, em vô chuẩn bị lên lớp nha. Ờ. À, anh Phúc nè. Anh đừng có bận tâm. Em chờ anh được mà. Giữ của bọn tới cuối tuần nha, mẹ đi chơi xuân rồi. Hả? Mày ơi, nghe tôi hỏi có chuyện gì? Thôi nào, tôi thương. Bình tĩnh, hãy nói tôi biết đi, có chuyện gì vậy? Linh Hà, đừng khóc nữa. Linh Hà. Đón xem tập 99 Gia đình và số 1 phát sóng vào lúc 19 giờ 50 phút ngày 10 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Yeah, yeah. Oh, gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1, và gia đình là số 1.